Xin chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Sơn, chuyên review nhà bán chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà ngay trung tâm quận 10 ha. Là căn nhà này này cô chú anh chị. Đây ha. Nhà chúng ta là hai lầu đúc bê tông cốt thép nha. Tầng mái cũng là đúc bê tông cốt thép. Trước nhà đây ha. Thì hướng này nè. Hướng này chúng ta sẽ ra ngay hẻm 249 đường Lý Thái Tổ, phường 9 quận 10. Trường Sơn đi ra để cô chú anh chị mình cùng tham khảo nhé. Mình đi ra khoảng vài bước chân thôi là ra đến mặt tiền đường Lý Thái Tổ nha. Đây ha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ha. Ngay phía ngoài kia là mặt tiền đường Lý Thái Tổ nha. Đây là con hẻm 249 đường Lý Thái Tổ nè. Xung quanh ha, nhà cao tầng nè. Từ vài con hẻm đi vào đây cũng khoảng vài chục mét thôi là đến căn nhà của chúng ta ha. Đây cô chú anh chị, đấy, mình đi vài bước chân là đến căn nhà rồi. Đây ha, là căn nhà này cô chú anh chị. Ok ha. Địa chỉ căn nhà này 249/7 đường Lý Thái Tổ, phường 9 quận 10 nha. Bên đây này đó, ngay phía ngoài kia là mặt tiền đường Lý Thái Tổ nha. Chúng ta đi vào bằng con hẻm này thì nó gần hơn, bởi vì sao? Bởi vì tính ra thì nó nằm sau lưng một căn mặt tiền thôi, nằm sau lưng căn mặt tiền ha. Tuy nhiên thì con hẻm này thì nó nhỏ hơn hẻm lúc này, nó nhỏ hơn ha. Thì ở đây cô chú anh chị này, ở đây chúng ta có một cái công trình phụ này. Thì cái phần này á, trong sổ vẫn có công nhận cô chú anh chị nha. Đây nè, đó, nó có công nhận này cô chú anh chị. Đây ha, rồi. Thì cô chú anh chị mình quan tâm thì ghé xem nhà đi, rồi Trường Sơn gửi sổ hồng để cô chú anh chị mình tham khảo nha. Căn nhà chúng ta bên đây. Thì con hẻm này cũng khá là gần, nên Trường Sơn sẽ đi ra để cô chú anh chị mình hình dung nha. Cô chú anh chị mình đi vào con hẻm này thì nó gần hơn hẻm lúc này. Tuy nhiên thì con hẻm này nó hơi nhỏ chút ha, nhỏ hơn hẻm kia nha. Thì ở đây chúng ta có cửa sắt này để rào lại ha. Đấy. Rồi, đây là mặt tiền đường Lý Thái Tổ này cô chú anh chị. Đây ha, con đường rất sung túc và thông suốt này. Đây thì hướng này chúng ta sẽ về đường 3 tháng 2 anh nha. Và ngay kia này cô chú anh chị, ngay kia là bệnh viện Nhi Đồng 1 nha. Ok chưa. Đây ha, con đường rất sung túc nhá. Rồi hướng này thì chúng ta sẽ về ngay vòng xoay đường kia là Lê Hồng Phong này, về đường Ngô Gia Tự ha. Đó, rất là nhiều, ngay kia thôi. Ngay kia ha. Rồi còn đây là con hẻm dần vào nhà này. Để tính ra căn nhà chúng ta nằm sau cái thầm mì Hoài Ân này nha. Nằm sau cái thầm mì này thôi. Thì con hẻm này là hẻm 235 đường Lý Thái Tổ, phường 9 quận 10. Còn địa chỉ căn nhà của chúng ta nó là hẻm 249 nha. Đi vào con hẻm này thì nó gần hơn nhưng mà nó nhỏ hơn chút. Còn đi vào hẻm 249 thì hẻm rộng rãi hơn. Đây ha, cái phần này là trong sổ có công nhận của chúng ta luôn nha. Nó có cửa đi nè. Rồi ha, đó. Đây. Rồi trước nhà đây ha. Rồi thì căn nhà này có kích thước này, tính từ phía bên đây ha. Mình tính qua hết bên đây là khoảng gần 3m4. Chiều sâu là 8m3 ha. Thì tổng diện tích đất là 27,4 m2 á. Thì nhà kết cấu 1 trệt 2 lầu đúc thật nè. Tầng mái đúc bê tông cốt thép. Thì nhà có 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Thì căn nhà này có hướng chính nam. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công. Tổng diện tích sàn là 60m2 nha. Chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà vừa giảm giá, còn lại là 3 tỷ 990 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha.
À, hiện tại thì nhà đang trống, sẵn sàng bàn giao nhà cho cô chú anh chị mình vào ở luôn nha. À, ở đây có sẵn máy lạnh này. Thì căn nhà này chủ nhà sẽ tặng cho cô chú anh chị 3 cái máy lạnh nha. Và căn nhà này thì chúng ta sẽ dùng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời cô chú anh chị nha. À, một căn nhà ngay trung tâm quận 10 ha. À, giá chỉ có là 3.990 và còn thương lượng nha. Đấy. À, phía sau này cái cửa sau này là chúng ta sẽ dùng cửa cuốn cô chú anh chị này. Cửa cuốn ha. Và phần này á, phần này là phần này công nhận nha. Thì chúng ta có thể làm kho này. Hoặc là nếu cô chú anh chị mình đi bằng hẻm này vào đó, đi hẻm này thì chúng ta để xe máy ha, mình để xe máy ở đây. À, cũng ok nha. À, đối diện căn nhà thì nó là bức tường thôi nên là không gian sinh hoạt là rất riêng tư nha. À, phía trước là có rèm cửa này. À, không gian khu vực bếp ha. À, nhà thì hiện tại đang trống, sẵn sàng bán giao nhà cho cô chú anh chị mình vào ở luôn. À, ok ha. Đây là khu vực để máy giặt này. Còn đây là khu vực vệ sinh ha. À, bên trong này là cái máy bơm này. Bên trong này nữa là làm kho để đồ ha. À, vẫn còn chỗ làm kho để đồ. À, ở đây thì mình có cái quạt thông gió này. Cửa là cửa nhôm cao cấp sinh pha ha. Đấy. Quá ngon ha. Một căn nhà 2 lầu đúc thật ngay trung tâm quận 10, gần bệnh viện Nhi Đồng 1. Có sổ hồng riêng hoàn công. Giá dưới 4 tỷ nha. À, ok ha. Rồi. Chúng ta cùng lên lầu nha. Ở đây làm cái tay cầm này cũng rất tiện cho những người đi lớn tuổi ha, hoặc là đây. Rồi, trên lầu 1 này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. À, ở đây chúng ta có gần như cửa sổ nè, lấy ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Đây, căn phòng ngủ đây ha. À, bên đây sẽ là khu vực vệ sinh nha. À, Tường Sơn nhắc lại nha. À, căn nhà này chúng ta sẽ dùng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời cô chú anh chị nha. Đấy, đây có quạt thông gió này. Đấy, nhà chúng ta là dùng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. À, ok ha. Đấy, phòng ngủ là có sạch máy lạnh này. Phía trước có cửa sổ ha, và có rèm này. À, sàn được lát gỗ này. Tường thì chúng ta được ốp gạch ha, ốp gạch này. Rất là sạch sẽ ha. Còn ở đây thì cái giấy dán tường này. Đó, ở đây cửa sổ ha. Rất tuyệt vời. Đấy. Rồi. Tiếp theo chúng ta lên lầu 2 nha. Thì trên lầu 2 thì cũng tương tự lầu 1. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. À, ở đây cũng là có phần để lấy ánh sáng này. À, đây ha. Thì ở đây chúng ta có cầu thang này để lên tầng mái này. À, tầng mái của chúng ta là đúc bê tông cốt thép và để hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha. À, đây thì làm giếng trời này. À, bên đây cũng có chỗ để máy giặt ha. Rồi. Căn phòng ngủ đây. Bên đây là khu vực vệ sinh ha. Đó. Đây ha, lavabo này. Quạt thông gió ha. Rồi, căn phòng ngủ này. Đó, có sẵn máy lạnh nha. À, phía trước này. Đó, cửa sổ ha. À, cũng được ốp gạch này cô chú anh chị. Đây là cái giấy dán tường ha. Đây. À, phía trước nhà đây. Một khoảng sân ha, để xe máy này. Đối diện nó là bức tường của căn nhà thôi nên không gian sinh hoạt cũng là rất riêng tư nha. À, xung quanh này. Đấy. Ok ha. Rồi. À, rồi ok ha. À, như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn
để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.